Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop và chỉ Photoshop thôi để tạo ra một cái clip, một cái ảnh GIF mà nó có hiệu ứng tuyết rơi liên tục luôn. Ok, thì ở cái tút này thì đã có một bạn làm rồi. Tuy nhiên là mình thấy có rất là nhiều bức thừa cũng như là phải sử dụng một công cụ khác để mà xuất từ cái clip thành ra một cái GIF, tức là ảnh động, từ clip là ảnh động đó. Cho nên là mình cảm thấy nó hơi thừa, cho nên là mình làm cho nó nhanh gọn này thôi ha. Ở đây mình chỉ sử dụng một Photoshop, một chương trình là Photoshop thôi. Và cái phiên bản mà các bạn cần á, thì chắc chắn là phải từ CS6 trở lên, bởi vì CS6 nó mới hỗ trợ cho chúng ta cái chỉnh về video cũng như là animation chẳng hạn hết. Thì cái panel mà mình cần ở đây là timeline. Tuy nhiên thì có một số lưu ý như thế này: khi bạn sử dụng một cái hình để mà chúng ta làm ảnh động thì nhớ là file GIF thì nó sẽ thường nó rất là nhiều frame, cho nên nó sẽ rất nặng. Cho nên là mình cần phải giới hạn lại cái hình của chúng ta sao cho nó nhỏ thôi, vừa đủ để hình up lên Facebook thôi. Ví dụ như là cái hình này mình sẽ chỉnh nó về là 1024. Phím tắt thì các bạn mở cái image size là các bạn bấm Ctrl Alt Y, Y ngắn ha, Ctrl Alt Y, hoặc vào image và chọn image size cũng được. Rồi, có thể là 1024 hoặc là cho nó nhỏ hơn tí xíu nữa, mình để là 800 600 và 72 dpi thôi. Ok, đấy, cái này ok, và các bạn sẽ thấy là hình ta sẽ bị resize lại rất là nhỏ. Ok, mình sẽ vào Windows ha và chọn timeline ở cái ok là timeline thôi. Có thể là ở phiên bản CS6 thì nó sẽ là một chữ khác, ví dụ như là animation rồi video hoặc gì thế, nhưng mà là cái chắc là chọn timeline ha. Giờ đây mình đang sử dụng là phiên bản Photoshop CC 2014. Thì đây nó sẽ cho chúng ta một cái panel mới phía dưới thế này, và chúng ta sẽ chọn vào là create video timeline. Create video timeline à, click vào nút này phát nó hiện ra thế này. Thì đây nó sẽ tự động nó convert cái hình chúng ta thành layer không. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc là add cái gọi là cái texture, cái tuyết nó bay bay mà thôi. Mình sẽ vào file, chọn place, file place và chọn tới cái stop tuyết hồi nãy của mình đã chuẩn bị ha. Thì mình ở đây mình có chỉnh sửa lại cái stop này một chút, mình có tải lại của bạn đã tải rồi, nhưng mà mình có chỉnh sửa lại để làm sao cho các bạn là có thể tạo cho nó một cái vòng lặp liên tục mà nó không có bị cái độ nó hơi giật giật. Ok, và mình cũng giới hạn lại ở đây thì chỉ có 8 giây thôi, nó đơn giản thôi. Như cái file gốc thì nó tới 1 phút mấy, nó rất là nặng. Click ok. Rồi, ở đây thì cái stop tuyết tự động nó chèn vào và nó nằm phía trên layer không, vậy là ok rồi. Mình sẽ chỉnh sửa lại chút xíu, giữa là cầm kéo nó lên chỉnh lại cũng được. Có thể là hình các bạn thành ngang dọc gì đấy, các bạn có thể chỉnh lại như là ngang dọc hay là crop lại cũng được, không sao hết. Nhưng mà nhớ đừng có xoay nha, đừng xoay về ha, đừng xoay, tại vì cái hướng tuyết rơi nó vậy mà, cho nên là mình có thể là crop lại chẳng hạn vậy. Ok, enter. Thì ở cái layer stop tuyết rơi, mặc dù ở đây nó đang là video nhưng mà các bạn cũng có thể làm tác động với nó y chang như là hình. Photoshop nó khá hay. Ở đây mình sẽ chỉnh cái blending mode về là screen, chỉnh blending mode về screen ha, screen, và các bạn đây có thể bấm nút play. Như các bạn thấy là khi mình bấm screen thì mặc định tất cả những màu đen ở trong cái layer này nó sẽ bị biến mất hết và chỉ chừa lại màu trắng, tức là cái tuyết thôi. Các bạn có thể bấm play để các bạn coi thử cái hiệu ứng tuyết rơi của chúng ta đó, nó như vậy đó. Rồi, sau khi chúng ta đã làm xong rồi, ví dụ như là cái layer của các bạn đang ở phía dưới chẳng hạn, thế như là bình thường đi, nó bị khuất đi như này chẳng hạn, thì chúng ta chỉ việc cầm click và kéo nó thả lên trên để nó nằm đè lên trên ha, và mình chỉnh nó lại là screen thì nó sẽ biến mất và để lại cái tuyết rơi khá là ổn nha ông ta. Đây, mình sẽ kéo nó dài lại hết cỡ để nó bằng với lại cái clip và tuyết luôn. Như hồi nãy các bạn thấy nó đã đang thụt vào trong này, cho nên là khi mà chúng ta ra tới bước này thì cái hình, cái timeline, tức là cái hình
cái hình chúng ta chỉ xuất hiện tới đây là hết rồi, và nó bị hụt ra cái khoảng này, cho nên là mình sẽ click vào cái đầu này, các bạn đưa chuột tới nó sẽ hiện ra icon này, bạn kéo ra để nó bằng với lại cái ở trên vậy thôi. À, chỉ vậy thôi. Đây chúng ta đã làm xong rồi, thì các bạn sẽ vào file để xuất ra file ảnh động ha, file GIF ha. Các bạn vào file này, chọn Save for Web, thì đây tự động nó sẽ chạy. Chờ tí xíu để cái thanh ở phía dưới này nó sẽ load ha. Ở đây cái file stock tuyết của mình để nó rất là ngắn, nó chỉ để khoảng cỡ 8 giây, cho nên là nó còn tương đối nhẹ đó. Nếu như các bạn không để ý, các bạn chèn cái file gốc vô thì có thể nó sẽ rất là nặng, tùy vào cái size hình của chúng ta nữa ha. Ở đây mình chỉ để kích thước là 800 x 533, cho nên nó khá là nhanh, khá là nhẹ. Thì ở đây các bạn có thể chỉnh ví dụ như là color ở cái kích thước mặc định, cái số lượng màu mặc định của GIF thì lớn nhất nó chỉ được là 256 thôi. Cái này chúng ta buộc phải chấp nhận. Các bạn sẽ click là 256 ha. Và như ở đây các bạn có thể thấy là cái vòng lặp đây, cái vòng lặp ta sẽ để nó là forever, tức là nó chạy liên tục, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Như mình đã nói hồi nãy thì cái stock tuyết này thì mình đã xử lý rồi, cho nên là nó sẽ không có bị khớp đâu, không có bị dượt ha. Rồi, ok, tất cả những cái bình, cả những cái còn lại các bạn để mặc định thôi. Nhớ chỉ cái chủ yếu chúng ta cần nói ở đây là cái chỉnh cái lopping option, tức là cái vòng lặp này ha. Các bạn bấm save, nó sẽ hỏi mình save ở đâu, thì mình sẽ xéo ví dụ như là stop không hình tuyết rơi chẳng hạn vậy, Excel và Photoshop sẽ lưu cho chúng ta. Rồi các bạn có thể ra ngoài đại hình tuyết rơi chấm gif đây để coi, thì có thể có nhiều cách. Như mình sẽ mở nó bằng QuickTime chẳng hạn thế. Đây sẽ tự động nó load và nó chạy. Đối với cái cách upload hình lên Facebook, upload hình GIF lên Facebook, thì các bạn coi lại cái tút trước ha. Các bạn có thể click vào cái đường link hiện ra ở đây, hoặc là cái đường link ngay phía dưới này, mình sẽ ghi ở ngay phía dưới phần caption. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tốt này và hy vọng là các bạn thích. Nhớ like và subscribe channel của mình ha. Cảm ơn các bạn.